Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Jordan Pan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử cầu thủ Nguyễn Việt Thắng. Nguyễn Việt Thắng sinh vào ngày 13 tháng 9 năm 1981, là một cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam từng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam và nhiều câu lạc bộ khác tại Việt Nam ở vị trí tiền đạo. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Nguyễn Việt Thắng, ngày sinh mùng 13 tháng 9 năm 1981, nơi sinh Long An, Việt Nam, chiều cao 1m77, vị trí tiền đạo. Thông tin về câu lạc bộ chuyên nghiệp. Năm 1998 đến năm 2001, thi đấu cho câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2002 đến năm 2003, thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2004 đến năm 2005, thi đấu cho câu lạc bộ Porto B theo dạng tập. Năm 2005 đến năm 2009, thi đấu cho câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Năm 2009 đến năm 2011, thi đấu cho câu lạc bộ The Visa Ninh Bình. Năm 2011 đến năm 2013, thi đấu cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Và năm 2012 thì cho Thanh Hóa mượn. Năm 2012 đến năm 2013 thì cho câu lạc bộ Đồng Tâm Long An dạng cho mượn. Từ năm 2013 đến năm 2014 thi đấu cho câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Về đội tuyển quốc gia, năm 2001 đến năm 2003 thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và năm 2001 đến năm 2012 thì thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sự nghiệp câu lạc bộ. Việt Thắng được xem là một cầu thủ khá tài năng của Việt Nam sau khi chơi rất thành công tại câu lạc bộ bóng đá Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2002, anh chuyển đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sau 3 năm chơi cho câu lạc bộ cũ. Trong năm 2003, Việt Thắng bị phát hiện liên quan đến một vụ bê bối bóng đá trong khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu tại giải vô địch bóng đá câu lạc bộ châu Á 2003. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định cấm cầu thủ này thi đấu tại tất cả các giải trong nước trong vòng 3 năm. Đến năm 2006, Việt Thắng quay trở lại với sân cỏ và gia nhập câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Trong suốt thời gian bị cấm thi đấu, năm 2005, Việt Thắng được gửi đến học tập tại câu lạc bộ Porto B để có thể chuẩn bị cho việc quay trở lại đội tuyển của mình tại giải bóng đá vô địch quốc gia. Năm 2009, Việt Thắng ngược ra miền Bắc khoác áo thi đấu cho The Visa Ninh Bình. Chưa hết hợp đồng 3 năm, anh được BKMX Bình Dương mua về vào cuối năm 2011 với mức giá là 9 tỷ đồng. Sau giai đoạn lượt đi của V-League 2012, chủ yếu ngồi trên ghế dự bị, tới giai đoạn lượt về của V-League 2012, Việt Thắng chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Thanh Hóa theo dạng hình thức cho mượn từ câu lạc bộ chủ quản. Trở lại Bình Dương, sau nửa năm thi đấu cho Thanh Hóa, anh tiếp tục chuyển đến câu lạc bộ cũ Đồng Tâm Long An với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn là 1 năm. Sau một mùa giải thi đấu với phong độ ổn định, ngày 14 tháng 10 năm 2013, Đồng Tâm Long An đã đàm phán thành công với Bình Dương về việc chuyển nhượng Việt Thắng với mức phí không được tiết lộ. Chấn thương ngay trước mùa giải V-League 2014 cùng với việc anh không thể hiện được nhiều trong màu áo của đội bóng đã khiến Việt Thắng bị câu lạc bộ thanh lý hợp đồng. Ngày 8 tháng 11 năm 2014, anh tuyên bố từ giá sự nghiệp sân cỏ sau 17 năm gắn bó. Về sự nghiệp đội tuyển, Việt Thắng khoác áo đội tuyển quốc gia lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2000. Tiếp đó, được chọn để thi đấu trong vòng loại World Cup 2002. Anh có cơ hội chơi với những cầu thủ nổi tiếng như Lê Huỳnh Đức, nhưng đến phút cuối lại bị loại do án phạt của liên đoàn. Trong năm 2007, anh được gọi trở lại đội tuyển quốc gia nhưng lại không thể có mặt tại Cúp bóng đá châu Á 2007. Năm 2008, Việt Thắng được ban huấn luyện viên Henrique Carito gọi trở lại đội tuyển Việt Nam và là một trong những tiền đạo đá cặp cùng với Lê Công Vinh tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2008. Tại giải này, anh đã ghi được một bàn thắng và có một số đường chuyền tạo cơ hội cho các cầu thủ khác ghi bàn. Những thăng trầm của Việt Thắng ở đội tuyển. Sau 12 năm với nhiều lần lên tuyển, có khi bị loại, có lúc dính vào rắc rối, có khi tự rời đội, Việt Thắng đã từng trải qua nhiều thăng trầm của sự nghiệp cầu thủ. Việt Thắng được xem là một trong những tài năng của bóng đá Việt Nam. Khi mới 19 tuổi, tiền đạo người Long An lần đầu được gọi lên tuyển vào năm 2000.
điểm mạnh của Việt Thắng luôn là thể lực, khả năng tì đè, dứt điểm. Những yếu tố đó đã giúp anh trở thành mẫu trung phong đích thực ở câu lạc bộ và đội tuyển. Tuy nhiên, trở thành ngôi sao quá sớm nên cuộc đời và sự nghiệp của Việt Thắng chưa bao giờ hết sóng gió. Sau 3 năm lên tuyển, Việt Thắng dính phốt và kỷ luật đuổi khỏi đội tuyển. Còn nhớ khi đó, ngay sau trận đấu tại Cúp C1 Đông Nam Á ở Indonesia, Hoàng Anh Gia Lai thua Parista 1-2. Cầu thủ Mạnh Dũng tố cáo Nguyễn Việt Thắng và Lương Trung Tuấn đã lôi kéo đồng đội bán độ. Lãnh đạo đội Hoàng Anh Gia Lai đã ghi âm cuộc đối chất giữa Việt Thắng và Mạnh Dũng. Với những rắc rối ở câu lạc bộ, dù rất cần Việt Thắng cho SEA Games tổ chức trên sân nhà, nhưng VFF đã ra án kỷ luật treo giò đối với Việt Thắng và Trung Tuấn. Cú vấp ngã đầu tiên của Việt Thắng quá nặng, bởi trong thời gian sau đó, bóng đá Việt Nam đã làm rất mạnh tay với những cầu thủ liên quan đến bán độ. Trong đó, đáng chú ý nhất là nhóm cầu thủ nhúng chàm tại SEA Games 23 như Quốc Vượng, Văn Quyến. Bởi vậy, phải đến năm 2007, Việt Thắng mới được huấn luyện viên Riddle triệu tập vào danh sách của đội tuyển, chuẩn bị cho Asian Cup, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đã chơi rất thành công trên sân nhà. Tuy nhiên, cũng vì những lấn cấn về chuyện kỷ luật trước đó, ông thầy người Áo đã gạch tên Việt Thắng ngay trước khi Asian Cup diễn ra. Ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia, dù ít nhiều để lại những tai tiếng, nhưng với tính cách chân chất, hòa đồng, vui tính và đặc biệt nỗ lực trong luyện tập, thi đấu, Việt Thắng vẫn luôn được trọng dụng dưới thời của các huấn luyện viên đội tuyển. Một năm sau, bị loại đáng tiếc, ông thầy cũ Calisto lại gọi Việt Thắng tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2008 trên sân nhà. Đây được xem là năm mà Việt Thắng đã bước lên đỉnh cao của sự nghiệp khi chơi rất thành công. Chính Việt Thắng là người đã đóng góp công lớn vào chức vô địch của Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. Chính danh hiệu đó đã giúp cho Việt Thắng tạo ra một kỷ lục chuyển nhượng một năm sau đó, khi anh tới Ninh Bình với giá 8 tỷ đồng, hơn cả Công Vinh về Hà Nội TNT. Năm 2010, Việt Thắng tiếp tục được huấn luyện viên Scalito tin tưởng trao cho suất đá chính trên hàng công tại AFF Cup. Tuy nhiên, đây là giải đấu mà đội bóng với ánh hào quang quá khứ nên bị loại ở bán kết trước Malaysia. Dưới thời huấn luyện viên Farkovet, Việt Thắng cũng vẫn được gọi là nhiều điều lý do tiền đạo này đã xin về đội tuyển khi tập trung chuẩn bị cho trận đấu ở vòng loại thứ 2 khu vực châu Á World Cup 2014. Kể từ đó, sự nghiệp của Việt Thắng cũng bắt đầu đi xuống. Việt Thắng về Bình Dương với giá 9 tỷ đồng, nhưng chỉ được xếp ở ghế dự bị. Sau nửa mùa giải chơi với Sơi Nước, Việt Thắng tới Thanh Hóa trong bản hợp đồng cho mượn trước khi bị đội này kiện vì vi phạm hợp đồng. Với niềm khát khao muốn cống hiến cho đội tuyển trên con đường chinh phục đỉnh cao AFF Cup 2012. Vào cuối năm, tiền đạo này đã chấp nhận nộp phạt gần 500 triệu đồng cho câu lạc bộ Thanh Hóa để có điều kiện lên tập trung đội tuyển. Việt Thắng xác định AFF Cup 2012 sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp khoác áo đội tuyển của mình. Tất cả đều thấy, dù bước sang tuổi 31, Việt Thắng vẫn thể hiện được sự cố gắng rất lớn, nhận được sự tin yêu của các đồng đội. Tuy nhiên, vì thể lực và điểm trừ vì thái độ phản ứng sau khi bị thay ra trong trận gặp U23 Hàn Quốc ở VFF Cup, Việt Thắng đã không nằm trong kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tại AFF Cup. Trong hơn 10 năm khoác áo đội tuyển, Việt Thắng đã mang tới những cảm xúc vui buồn với người hâm mộ là một mẫu trung phong đích thực được so sánh với Lê Huỳnh Đức. Nhưng Việt Thắng cũng có những rắc rối về hậu trường khiến sự nghiệp của anh gặp nhiều sóng gió, không hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng. Việt Thắng rất buồn nhưng anh đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận. Bản thân Việt Thắng chỉ có suy nghĩ đơn giản, anh còn sức thì vẫn muốn được cống hiến cho đội tuyển. Coi đó cũng là cách mà anh chuộc lại những lỗi lầm của mình trong những thời gian trước đó.